cá hồng Mỹ. Bà con ta biết cá hồng Mỹ hết, bà con rất tốt cho sức khỏe mà nó rẻ tiền. À, tốt cho sức khỏe nhưng mà riêng có một số người có một số bệnh thế này thì vui lòng đừng ăn cá hồng Mỹ bà con nha. Bà con đừng ăn cá hồng Mỹ để nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người bị tiêu chảy không nên ăn, cơ thể suy nhược, phụ nữ mới sanh xong, người bị cảm lạnh, bị dạ dày, khó tiêu, nôn mửa là không nên ăn cá hồng Mỹ bà con ạ. Bởi vì ăn nó không tốt gì cho sức khỏe của mình. À, là người tiêu chảy nè, cơ thể suy nhược, phụ nữ mới sanh xong, người bị cảm lạnh, người bị dạ dày, khó tiêu, nôn mửa là vui lòng đừng ăn cá hồng Mỹ để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Ăn thì vô thì không tốt gì cả mà làm cho chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Còn ngoài ra cá hồng Mỹ nó tốt cho sức khỏe, nó tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh ung thư, phòng ngừa loãng xương, tốt cho mắt, ngăn ngừa sâu răng, tốt cho tiểu đường, tốt cho sau khi phẫu thuật. Nhưng ta ăn cá hồng Mỹ là ăn bình thường, ăn bình thường giống như ta hay ăn những loại cá khác. Nhưng mà ta ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, đó là cá hồng Mỹ bà con nha. Bà con vui lòng nhớ bà con ơi.